Anh ơi, anh ơi, ra đi, ra đi. Hả? Ra gì đi. Vậy? Ba ngủ chưa? Ba ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Ờ. Thôi anh về nha. Ờ, anh về. Ê, không được. Sao? Ông ra trở lại kìa. Đi vô, đi vô, đi vô. Trời ơi, sao em la ngủ rồi? Trời, ai biết ông ra bất tử. Nhanh lên, nhanh lên. Ừ, khổ ghê không? Bê ơi, bê, ngủ hay thức bê? Ngủ trường trả lời bê. Ha, đây nè, con dao đây nè, con cất ở dưới giường nha. Thằng nào mà nó dám vô phòng con ha, con chặt đầu nó cho ba, nghe không? Phê, mày làm gì á? Phê, mày, ba. Ba, ba làm gì đó? Mày hả? Mày lén tao. Đặng mày vô mày phá, mày không cho nhỏ ngủ mày. Mày có chừng tao à? Tao lụi mạng cái mày rồi mạng hả mày? Mày giết con đi. Mày giết đi, nè ngất mày giết đi. Ba đừng cản mà, con tức lắm mà. Cái thằng điên. Mày tức là mày tức làm sao? Giờ này mày còn lẫn quẩn ở đây. Mày đi không? Đi mày còn đợi tao xử mày nữa hả mày? Xử đi, mày giết đi, tôi không đi đâu hết mà. Trời ơi, thằng điên. Không. Mày đi không? Không. Một đi. Không. Hai đi. Không. Tao giết mày, tao giết mày, mày đi không? Tao chết chết. Thằng nào cũng vậy. Trời trời trời, mày buông ra. Sao mày buông tao ra không? Mày buông tao ra. Tao giết mày. Bà ngồi, con nói nghe nè. Con tức mà. Bà mau, mau. Ba! Anh Thi ơi. Ừ? Anh có nghe gì không? Cái gì? Cái chuyện gì mà rần rần ở ngoài vậy? Em ừ? Em nghe tiếng la của anh Phi. Mình đi ra, đi ra coi thử của anh. Ba! Mày! Mày giết ba tao! Mày giết ba tao! Anh Phi! Ba!